đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Trực tiếp U21 Hà Nội gặp U21 Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ phùng địch thủ. Trong năm nay, Bóng Đá Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ song hành ở giải vô địch quốc gia mà còn ở vòng chung kết U21 quốc gia 2019. Đó là cuộc đối đầu giữa U21 Hà Nội và U21 Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định chung trước trận đấu: với những gì đã thể hiện tại vòng loại U21 quốc gia, cả U21 Hà Nội lẫn U21 Thành phố Hồ Chí Minh đều được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. Họ nằm trong nhóm đội bóng giành vé tới vòng chung kết sớm nhất. Tiếp nối thành tựu được xây dựng hơn 10 năm nay, U21 Hà Nội vẫn chứng tỏ vị thế của một trong những nơi đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam. Ở bảng A vòng loại U21 quốc gia, dù nằm chung bảng với rất nhiều đội bóng mạnh như U21 Viettel, U21 Phú Hiến, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã xuất sắc đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 5 trận đấu. Qua 5 trận, các cầu thủ trẻ thủ đô ghi được 9 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn, ít nhất tại vòng loại. Con số này đã nói lên sức mạnh vượt trội của đội bóng, có thể khiến mọi đối thủ tại vòng chung kết U21 quốc gia năm nay phải kiêng dè. Thành phần U21 Hà Nội quy tụ được nhiều cầu thủ trẻ đã chinh chiến cùng nhau qua các cấp độ trẻ khác nhau và đã giành được nhiều vinh quang, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Đặng Văn Tới, cựu thủ quân U19 Việt Nam. Sau thời gian điều trị chấn thương nặng khi thi đấu tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, Đặng Văn Tới đang dần lấy lại phong độ của mình. Chắc chắn tại vòng chung kết U21 quốc gia 2019, anh và đồng đội sẽ tham gia với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Ở bên kia chiến tuyến, U21 Thành phố Hồ Chí Minh do huấn luyện viên Hà Vương Ngầu Nại dẫn dắt cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Tương tự như U21 Hà Nội, U21 Thành phố Hồ Chí Minh cũng phô diễn sức mạnh tuyệt đối tại bảng C vòng loại U21 quốc gia. Sau 5 trận đấu, họ giành tuyệt đối 15 điểm với 18 bàn thắng, xếp thứ hai của giải và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Trong thời gian gần đây, Bóng Đá Thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư rất nhiều vào công tác đào tạo trẻ. Mục tiêu quan trọng nhất nhằm xây dựng nền bóng đá của thành phố mang tên Bác sẽ có những bước phát triển bền vững trong tương lai. U21 Thành phố Hồ Chí Minh chính là thành quả bước đầu cho kế hoạch bền vững đó. Với nòng cốt của các cầu thủ sinh năm 2000-2001 được đào tạo bài bản, U21 Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt tại giải đấu năm nay. Trận đấu giữa U21 Hà Nội và U21 Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng chung kết U21 quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào lúc 15:30 chiều nay tại Kon Tum. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!